Mời các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ làm 4 tô 5 đồng nha. Mạnh mẽ, cũng lớn. Ok, let's go. Số đầu tiên là con số 3 nha các bạn. Có chuyện 23 không? 11 rồi. Cáo vậy ta. Số 9 rồi con. Yep. 18 1 triệu đô đô la Mỹ kim. 12 19 23 số 17 nha bạn. 21 24 số 1. Cái này là sao ta? Trời, tưởng số 13 hả? Số 3. 16 26 này tưởng số 3 nè. Số 6 cô nạt. Chỗ nãy tưởng cái này nè. Ủa mà cái này ắt để làm gì? Cái số nó đánh, nếu mà đánh đúng chữ thì trúng tiền, rồi đánh xíu thôi chữ thì cào ra số vậy là biết không trúng nữa. Trời ơi, thảy số 3 này qua bên kia đỡ đột rồi. Yeah. 50 ác đi. 21. Trời ơi ơi ơi. Ủa số 7 vậy? Bộ nào số 7 vậy? Thì không có số giống thì thua thôi. Không có giống à, trời. Mười sáu. Số 7. Giờ kiếm số 7 mòn mắt luôn. Bữa nè nè. 13. 21. 2 tờ kia đều có cái bonus số 7 mà cái này này. 16. Yeah. 17. 23.
14. Trời sao mấy cái này chịu nhiều vậy. Số 7 nè. Ồ, vậy là cũng vậy kìa vậy. Số 4 nè. Số 1. Trời ơi. Nghe nhỉ. Số 8. Ai. Số 3. Không phải. Chúng một số. 2 3 4. Với số 8 nữa kìa. Cảo hen. 2 đồng. Đi. Mất dạy. Này 20 mà ngon à. 2 đồng mất dạy thật. Chắc chúng 10 đồng á. 10 đồng. 2 đồng. 2 đồng. Mẹ cha ơi. Cái này toàn là triệu trăm nếu ngàn. Nếu mà chúng trời ơi. Nếu mà chúng 100 là 5 tờ 5 con là 2 4 6 8 10 đồng. Chúng 5 con là 500 rồi. Ờ. Mà không ngờ sai sách. Số 7 định mệnh. Trời ơi cái này uổng quá à. 2 đồng. Thấy không? Cái tờ cái số mà không trúng toàn là ngàn không à. Thì nó mới đánh vô lòng tham. Chứ ở đâu ra của ngoại cho ăn hoài. Cái nào không trúng 10 ngàn 10 lần. Năm con 1 ngàn ghi 5 con 1 ngàn. Dạ, 5 con mà 200 hoặc là ắc là ngon rồi. 26 được không? 5 11 16. Cái dòng cái tờ mà nó trúng là cạo mấy số là thấy nó lên số à. Số 4. Mà không trúng cái cạo hoài luôn. 21 13. Đi bụi rồi. Ok, nếu các bạn thấy hay thì đăng ký cho channel mình bên dưới nha. Bữa nay lỗ 10 đồng rồi các bạn ơi. Bữa nay tưởng 5 trúng 5 con, tưởng trúng lớn, không ngờ trúng được có 10 đồng thôi. Cảm ơn bạn nhiều.